chưa đến 2x triệu lại còn được hàng loạt ưu đãi tiết kiệm kha khá, là mình đã có ngay chiếc máy lọc nước ion kiềm Nhật Bản xịn sò. Toyosuwa TH520 có đúng là chiếc máy lọc nước ion kiềm Nhật Bản giá rẻ đáng mua nhất hiện nay như lời đồn. Hãy cùng Vân Trang tìm hiểu ngay nha. Toyosuwa TH520 được sản xuất bởi tập đoàn Togo Nhật Bản. Tập đoàn này đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thiết bị y tế. Mà đã là thiết bị y tế thì cần phải đạt được rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe, vậy nên chúng ta có thể yên tâm về chất lượng. Về thiết kế thì TH520 nhỏ gọn hơn so với nhiều dòng máy điện giải lắp để bàn khác, dễ lắp ở nhiều vị trí, đặc biệt phù hợp với gia đình nào có căn bếp nhỏ. Giá thì chưa đến 30 triệu, nhưng TH520 lại có tuổi thọ lõi lọc cao nhất thị trường hiện nay, lên đến 16.000 lít, rất là phù hợp cho những gia đình đông thành viên nè, có nhu cầu sử dụng nước nhiều, ngoài sử dụng nước uống còn để nấu ăn hay là rửa rau củ v.v. Đặc biệt, giá thay lõi của máy cũng khá thấp, thấp hơn đến 2,5 lần so với các dòng máy cùng phân khúc, nên rất tiết kiệm. Chưa hết, lõi lọc này còn có khả năng loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn, 17 loại chất độc hại theo tiêu chuẩn GIS và JWPA của Nhật Bản, nên rất an toàn. TH520 tạo đến 7 loại nước với dải pH từ khoảng 3.0 đến 10.0, ngang với một số máy tầm trung nên có thể đáp ứng được đa dạng nhu cầu sử dụng hàng ngày như nước uống cho sức khỏe nè, pha sữa cho bé, chăm sóc da và tóc, sát khuẩn, ngâm rửa rau củ, loại bỏ thuốc trừ sâu trên thực phẩm. TH520 có 3 tấm điện cực làm từ titan phủ platinum như các dòng máy ion kiềm chuẩn y tế khác. Máy được tích hợp công nghệ điện cực Toyo độc quyền nên hoạt động ổn định và bền đến trên 25 năm, cao nhất trong phân khúc máy Nhật giá rẻ. Nước ion kiềm tạo ra từ máy cũng giàu hydro, xấp xỉ 600 ppb, có khả năng chống oxy hóa và tăng sức đề kháng. Nói tóm lại thì ai mà đang tìm một chiếc máy lọc nước ion kiềm sản xuất tại Nhật giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chuẩn y tế, công suất lọc cao nhất, giá thay lõi thấp, lại đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại nước chăm sóc sức khỏe từ A đến Z thì hãy tham khảo TH520 này nha. Để mua được Toyosuwa TH520 chính hãng, hãy liên hệ ngay đến Thế Giới Điện Giải để có được những ưu đãi không nơi nào có nha. Miễn phí khảo sát nguồn nước trước khi lắp đặt và tư vấn bộ tiền xử lý phù hợp. Tổng đài bác sĩ tư vấn miễn phí, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe dinh dưỡng trọn đời. Miễn phí xét nghiệm chất lượng nước sau lọc bởi Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học, bảo dưỡng miễn phí trọn vòng đời máy, chủ động nhắc lịch định kỳ, trải nghiệm máy tận tay tại hơn 150 cửa hàng toàn quốc. Liên hệ ngay đến hotline hoặc là đến showroom gần nhất để được tư vấn và chốt đơn thôi.